Một máy bay vận tải của Hải quân Hoa Kỳ chở 11 người rơi ở biển Philippines hôm 22 tháng 11 trong khi bay tới tàu sân bay Ronald Reagan, theo hạm đội 7 của Mỹ. Hạm đội nói 8 người đã được cứu, 3 người còn lại bị mất tích và cho biết thêm là toàn bộ những người được cứu đã được chuyển đến tàu Ronald Reagan để kiểm tra y tế và họ đều trong tình trạng tốt. Hạm đội 7 nói qua một thông cáo báo chí rằng các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đối với 3 quân nhân hiện tiếp tục với các tàu và máy bay của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại hiện trường. Vụ việc sẽ được điều tra. Chiếc máy bay cánh quạt C-2 khi đó đang thực hiện chuyến bay vận tải thường lệ, đưa người và hàng hóa từ trạm hàng không Iwakuni của thủy quân lục chiến đến tàu sân bay hoạt động trên biển Philippines trong khuôn khổ một cuộc thao dượt với các lực lượng Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isunori Onodera nói với các phóng viên rằng Hải quân Hoa Kỳ đã thông báo với ông rằng vụ rơi trên biển Philippines có thể do sự cố động cơ.